mê quá gà mê qua da đi qua ranh nhé, niệm nê qua da đi qua tha lê và tha a la hằng tô vi ra ha răng tí tăng ru mi ra mà nấy dắt kha. Qua da đi qua ranh nhé, ni mê da qua đi qua tha lê giặc tha a ra tô vi ha răng tí tăng ru mi ra mà nấy dắt căng. Làng mạc hay rừng núi, thung lũng hay đồi cao, La Hán trú chỗ nào, đất ấy thật khả ái. Đó là phổ thơ của Hòa thượng Thích Minh Châu. Gà mê qua da đi qua ranh nhé, ni mê qua da đi qua tha lê giặc tha a ra tô vi ha răng tí tăng ru mi ra mà nấy giá. Thị phường, làng mạc rừng sâu, non cao, lũng thấp hoặc đâu mặc dù, nơi nào bậc thánh ngự cư, ở đây khả ái an như tuyệt vời. Và con đã, đó là phổ thơ của Hòa thượng Giới Đức, và con đã kể xong, nó sẽ gửi mic lại cho đạo tràng ạ. Mến mời Nhật Quỳnh. Dạ sa thú kính cảm ơn Thích Trần Đạo. Dạ cảm ơn Thích Trần Đông Minh Quá Tha Na cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ cảm ơn Thích Trần Đạo cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Thà Dạ, Nam mô Tham Mà Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ đại đức Tuệ Nhẫn cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tham Má Trái Rí. Nhật Quỳnh mến chào Sích Trần Đạo, mến chào Sích Rạng Đông, kính chào Vinh Vát Tha Ná, kính chào Chanh Đá Rá, kính chào Giác Ngộ, mến chào Châu Phan, kính chào IQ Em Đó, kính chào, mến chào Trăng Thư, kính chào Học Online, kính chào Diễm Nguyễn, kính chào Tịnh Như, mến chào Sích Hoa Nguyệt. Dạ con thành kính đảnh lễ chư tâm đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, đại đức Tuệ Nhẫn có nghe được âm thanh của con không bạch sư? Nếu sư nghe được âm thanh của con xin cho con một tín hiệu. Con cung thỉnh sư cùng chúng con ôn bài pháp cú kinh 98 ạ. Dạ, sa thú lành thai. Con kính nhân mít đến sư. Dạ, Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con cung kính đảnh lễ ba ngôi âm Tam Bảo cao thượng. Con cung kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh. Sư thân chào quý cô tu nữ, thân chào tất cả quý Phật tử. Dạ con xin được phép ngâm câu kệ số 98 ạ. Gà mê qua giá đi qua ranh nhìn, nhìn nê qua giá đi qua tha nhìn. Yat tha ra han to vi ha ran tìm, tăng phu minh ra mà nây ya căng. Gà mê qua giá đi qua danh nhìn, nhìn nê qua giá đi qua tha nền. Gia tha a ra hàn tô vi ha ran tìm, tăng phu minh ra mà nê gia căng.
Gamme wa ya di wa ranyin. Ninne wa ya di wa thangin. Yatha arahanto viharanti. Tăng phu minh ra ma nay ya kang. Làng mạc hay rừng núi, thung lũng hay đồi cao, La Hán chú chỗ nào, đất ấy thật khả ái. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Một lần nữa con cung kính lãnh lễ cho Đại Đức Tăng, xin xin nhường mic này cho Rung ạ. Dạ, sa thu sa thu lành thầy, kính chân Đại Đức Tự Nhẫn. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Khà Giá, kính lãnh lễ ba ngôi tam bảo. Đức Phật giáo pháp và chư tăng kính đại lễ đại đức. Kính chào cô tu nữ Tâm Achari cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Và con xin được kể kinh pháp cú số 98. Cảm ơn sư đẳng đồng. Mê wa ya di wa ran ye nin le wa ya di wa tha le yatha arahanto viharanti tang phumi aramang nay yakang. Gamme wa ya di wa ran ye ninne wa ya di wa tha le yatha arahanto viharanti tang phumi aramai nay yakang. Gamme wa ya di wa ran ye ninne wa ya di wa tha le yattha arahanto viharanti tang prumi aramaniyakang. Game wa yadi waranye ninne wa yadi wa tha le yattha arahanto viharanti tang phumi aramaniyakang. Làng mạc hay rừng núi, thung lũng hay đồi cao, La Hán chú chỗ nào, đất ấy thật khả ái. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Thị phường làng mạc rừng sâu, non cao lũng thấp hoặc đâu mặc dù, nơi nào bậc thánh ngư, ở đấy khả ái an như tuyệt vời. Bản phổ thư của Ngài dưới Đức. Dạ Nam Mô Phật Tha Giá. À, con vừa kể xong bài pháp cú kinh số 98. Dạ Vát Tha Na xin được nhường lại mic cho Sít MC Nhật Huỳnh. Kính mời Sít Nhật Huỳnh nha. À, kính mời, kính chào Sít Sương Mai, Sít Hoa Nguyệt, đạo hữu Tịnh Như, Tâm Uy, Diễm Nguyên học online mới vào room. Dạ, kính mời Sít. Dạ, sa thú kính cảm ơn Minh Vát Tha Na. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Dạ, Nhật Bình kính chào tam quý, chị Xuân Mai vừa vào đạo tràng. Dạ, cảm ơn sức mai việc, sức đăng đông, sức trần đạo. Cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, con xin được ông bài pháp cú kinh số 98. Dạ con xin sám hối với đạo tràng. Gà mê qua gia đi qua rành nhê nịnh nê qua gia đi qua tha lê gia tha a ra hành tờ quý ha rành tì tăng phu minh ra ma này gia căng. Gà mê qua gia đi qua rành nhê nịnh nê qua gia đi qua tha lê gia tha a ra hành tờ vi ha ran ti tăng phụ minh ra ma này gia căn. Gà mê qua gia đi qua rành nhê nình nề qua gia đi qua tha lê gia tha a ra hành tờ vi ha ran ti tăng phụ minh ra ma này gia căn. Gà mê qua gia đi qua rành nhê nình nề qua gia đi qua tha lê gia tha a ra hành tờ quý ha rành thì tăng phụ minh ra ma nay dạ này gia căn. Làng mạc hai rừng núi, thung lũng hai đồi cao, La Hán chú chỗ nào,
Tất ấy thật khả ái, và đây là bản chuyên ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Gà mê qua gia đi qua ranh nhé, nịnh nê qua gia đi qua tha lê, và tha a ra hành tờ quy ha ranh tí, tăng khu minh ra, mà nay gia căn. Gà mê qua gia đi qua ranh nhé, nịnh nê qua gia đi qua tha lê, và tha a ra hành tờ quy ha ranh tí tăng phu minh ra mà nay gia căn. Gà mê qua gia đi qua ranh nhé, nịnh nê qua gia đi qua tha lê, và tha ra hành tờ quy ha ranh tí tăng phu minh ra mà nay gia căn. Thị phường đằng mạc rừng sâu, non cao lũng thấp hoặc đâu mặc dù, nơi nào bậc thánh ngụ cư, ở đây khả ái an như tuyệt vời. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời cô tu nữ Thâm Má Sa Rí, mời chị Xuân Mai, và dạ, kính mời tất cả quý vị trong đạo tràng. Nam Mô Bổn Tha Giá. Nhật Quỳnh xin phép được xuống mít ạ. Nam mô Bổn Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, kính đảnh lễ quý bà của cô tu nữ, là kính chào quý vị. Chẳng thấy ai nên mất hết trơn à, cô Nhật Quỳnh mời chẳng thấy ai nghe hết trơn à. Dạ. Dạ chào cô Ái Minh vừa mới vào room. Dạ sau đây con xin phép được trả bài Pháp Cú Kinh 98 ạ. Gà mê qua gia đi qua tranh nghe, nên nê qua gia đi qua tha nê, giang tha a ra hàn tô quy ra hàn tí, tăng phu mi ra ma nê gia cầm. Gà mê qua gia đi qua danh nghe, nên nê qua gia đi qua tha nê, giang tha a ra hàn tô quy ha ran tí, tăng phu mi ra ma nê gia cầm. Ga mê qua gia đi qua ra nghe, ni nê qua ra đi qua tha nê, giang tha ra a ra hàn tô quy ha ran tí, tăng phu mi ra ma nê gia cầm. Làng mạc hay rừng núi, thung lũng hay đồi cao, La Hán chú nơi nào, đất ấy thật khả ái. Đó là tụ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thị phường làng mạc rừng sâu, non cao, lũng thấp hoặc
hoặc đâu mặc dù nơi nào bậc thánh ngụ cư, ở đấy khả ái an như tuyệt vời. Đó là thủ thư của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã trả bài xong rồi. Xin cô Ái Minh vừa vào, xin mời cô Ái Minh nha. Thế còn thì... Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mờ Giá, Sang Kha Giá. Con kính bảnh lễ ân đức chư Phật, kính bảnh lễ ân đức giáo pháp, kính bảnh lễ ân đức chư tăng, con kính bảnh lễ đầy đức tuệ nhẫn cô tu nữ thân mới Cherry. Dạ, kính chào quý anh chị, cảm ơn chị Trần Đào, chị Trần Đông, chị Nhật Bình. Con xin phép, cảm ơn chị Hoa Nguyệt. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 98. Gà mê quà giá đi quà rành nhì, nên mê quà giá đi quà tha lề. Giá tha ra hành tù vi ha rành tí tần rù mí ràn mành. Ràm má tăng rù mí ràm má này giá cần. Gà mê quà giá đi quà rầm nhề, mình mê quà giá đi quà tha lề. Giá tha ra hành tổ vi ha rầm tí tăng rù mí ràn mành. Rà má này giá cần. Gà mê quà giá đi quà rầm nhề, mình mê quà giá đi quà tha lề. Giá tha ra hành tổ vi ha rầm tí tăng du mi ra ma này giá cần. Làng mạc hay rừng núi, thung lũng hay đồi cao, là hán trú chỗ nào đất ấy thật khả ái. Ban dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Gà mê gia, gà mê qua gia đi qua rành nề, mình mê qua gia đi qua tha lệ. Và tha ra hành tu vi ha ranh ti tăng du mi ra ma này gia cần. Gia mê qua gia đi qua gầm nhì, minh mê qua gia đi qua tha lệ. Gia tha ra hành tu vi ha ranh ti tăng du mi ra này gia cần. Thị phường làng mạc rừng sâu, non cao lũng thấp hoặc đâu mặc dù, nơi nào bậc thánh ngự, nơi nào bậc thánh ngụ cư, ở đấy khả ái an như tuyệt vời. Phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và em kính mời chị Phương Mai tiếp theo ạ. Dạ, kính cảm ơn Ái Minh. Con xương mai Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính lễ chư tôn đức, con kính lễ chư quý bà quý cô tu nữ, và xương mai kính chào chư quý cận sự. Con xin đọc pháp cú 98. Ga mê wa giá đi wa ra nhê, nin nê wa giá đi wa tha đề. Giá tha a ran hành tô vi ha ran tí tăng phù mi ra ra má này giá căn. Gá mê qua giá đi hoàn ràn nhề, nìn nề qua giá đi qua tha đề. Giá tha á ra hành tô quý há ràn tí thằng tăng phù mí ra má này giá. Gá mê qua giá đi hoàn ra hê, nìn nề qua ra đi qua tha đề. Giá tha á ra hành tô quý há ràn tí tăng phù mí ra má này giá căng. Gà mê qua gia đi quan ra nhé, nín lê qua gia đi qua tha đê. Gà tha a ra hành tô vi ha ran ti tăng phu mi ra mà nay gia căng. Làng mạc hay rừng núi, thung lũng hay đồi cao, là hán trú chỗ nào đất ấy thật khả ái. Bản phổ thơ Hòa Thượng Minh Châu. Thị phường làng mạc rừng sâu, non cao thung lũng thung lũng thấp cao dầu hoặc đầu hoặc đâu mặc dù nơi nào bậc thánh ngụ cư, ở đấy khả ái ăn như tuyệt vời. Bản chuyển ngữ Hòa Thượng Đức.
Dạ, mời huynh Quách Thanh Á và dạ, chư vị nào chưa đọc, mời quý vị lên nhé. Dạ, xin mai kính dâng mic lại cho quý vị ạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn chị Sương Mai. Dạ, cảm ơn Trạng Đông Cây Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bích Tha giá, dạ con thành kính lãnh lễ thượng tọa Thanh Tâm vừa giác quan năm vào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Hoa Nguyệt Cây Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Bạch Sư, sư có cầm mic được không Bạch Sư? Nếu sư cầm mic được con cung thỉnh sư cùng giúp chúng con ôn bài Pháp Cú Kinh số 98 ạ. À. Sư cho con một tín hiệu. Dạ, con kính dâng mic đến sư. Dạ, mô Phật, trước hết con kính lễ ba ngôi Tam Bảo, kính lễ chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý cô và kính chào tất cả quý Phật tử. Sư xin đọc bài 98 Kinh Pháp Cú. Ga mê hoa giá đi hoa ranh nhe, ga mê hoa giá đi hoa ranh nhe, ninh nê hoa giá đi hoa tha lê. Nin đề và gia đi và tha đề gia tha a ra hằng tổ quy a rằng tí gia tha a ra hằng tổ quy a rằng tí thằng phùm mi thằng phù mi ra măng e gia căng thằng phù mi ra măng e gia căng gà mê và gia đi và rành nhẹ minh nề và gia đi và tha lệ gia tha a ra hằng tô quy a rằng tí tăng phù mi ra măng ê gia căng gà mê và gia đi và rành nhẹ minh nề và gia đi và tha lệ gia tha a ra hằng tô quy a rằng tí thằng phù mi ra làng ê gia căng làng mạc hay rừng núi thung lũng hay đồi cao la hán trú chỗ nào đất ấy thật khả ái. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch. Dạ, xin mời vị kế tiếp nha mô Phật. Dạ, con Tâm Phương, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. À, con kính định lễ chị Đại Đức Tăng với cô tu nữ, mến chào tất cả Phật tử. Dạ, con xin đọc bài kệ có pháp cú số 98. Gà mê quá giá đi quá rành nhê ni nê quá giá giá đi quá tha lệ giá tha a ra hằng tô quý ha rằng tí tăng rùm mà má ê giá khâm. À, làng mạc hay rừng núi, thung lũng hay đồi cao, la hán trú chỗ nào, đất ấy là khá ấy. Dạ, đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thị phường làng mạc rừng sâu, nôn cao lũng khắp, hoặc giàu mặc mặc hoặc đau mặc dầu, nơi nào bậc thánh ngụ cư ở đây khá ái ăn như tuyệt vời. Và dạ, đó là phổ thơ của thượng tọa giới đức. Gà mê qua giang đi qua ranh nhé ni nê qua giang đi qua tha lên
dạ tha a ra hành tu alo, dạ, con bị rớt mic rồi. Dạ xin xin hỏi là âm thanh quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn chị Đạt Đông. Dạ là mê qua da đi qua ranh nhé ni nê qua đa đi qua tha lê dạ tha a ra hành tô vi ha ranh tí tăng rú mi ma ra mằng ấy da khâm gà mê qua da đi qua ranh nê đi nê qua giá đi qua tha lê dành tha a ra hành tô quy hành ranh tí tăng rú mi ra mang y gia khâm gà mê qua già đi qua ranh nê đi nê qua giá đi qua tha lê dắt tha a ra hằng tô quý già dân tích tăng pru mà măng ấy dạ khâm. Dạ con đã đọc xong câu 98. À, xin mời chị Nhật Huỳnh. Dạ Nam Mô Bụt Thầy giá, dạ kính cảm ơn Thích Tâm Hương. Dạ cảm ơn Thích Trần Đồng, mình có thành á cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Nam Mô Bụt Thầy giá, dạ con thành kính đảnh lễ Đại Đức Huy Niệm vừa quang lâm vào đạo tràng. Dạ con giờ này con chưa thấy Đại Đức Minh Mẫn vào mà con thấy sư vào. Dạ sư có điều khuyết cho Đại Đức Minh Mẫn không bạch sư cho con xin một tín hiệu ạ. Nam Mô Bụt Thầy giá, dạ Đại Đức Huy Niệm có nghe được âm thanh con không? Dạ sư có điều khuyết cho Đại Đức Minh Mẫn không bạch sư? Dạ sa thủ lành thai. Dạ con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa thanh tâm Đại Đức Tuệ Nhẫn, Xích Tâm Hương, chị Sương Mai, cô Ái Minh, cô tu nữ Thâm Má Chari, Rí, Xích Rạng Đông, Huynh Quá Tha Ná đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng nhớ với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh để cung thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta được học bài Pháp Cú Kinh 99. Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Nam Mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam Mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam Mô Ta sa phagavato arahato sammasambuddhassa chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành rải tản mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhằm vườn lộc giả ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thinh giữ pháp từ đó là nhóm Kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thôi không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nói đàng tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn
Nam mô Bích Tha giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức huy niệm từ bi hoan hỷ đăng đàn để điền khuyết cho đại đức minh mẫn. Và chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân sư rất là nhiều. Và sư luôn luôn điền khuyết cho những vị vắng bóng để đạo tràng chúng con không bị mất bài học. Con thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ tri ân sư. Dạ, bây giờ sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Sư cho con một tín hiệu để con kính nhân bích đến sư. Dạ, cảm ơn Minh Quách Thanh Lá đã cho bài học. Nam mô Bích Tha giá. Dạ, sư cho con xin một tín hiệu bạch sư. Dạ, sa thủ lành thai Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiếng hóa. Con kính nhân bích đến sư. Kính đảnh lễ đại đức Minh Hạnh. À, hôm nay không có đức Minh Hạnh trong đó. Kính đảnh lễ đại đức Tuệ Nhẫn cùng chư tôn đức tăng. À, xin chào quý vị trong lớp học. Ngày hôm nay sư sẽ giảng thế cho đại đức Minh Mẫn. Rồi ngày thứ sáu thì đại đức Minh Mẫn sẽ giảng lại vào bữa hôm đó. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ sinh hoạt hôm thứ hai như sư giảng cho đại đức Tuệ Quyền là câu pháp cú số 97 rồi, hôm nay 98 rồi, hôm nay mình học cái môn pháp cú số 99 rồi. Bây giờ trước khi bắt đầu chúng ta làm lễ tam bảo. À, mình sẽ đi vào bài học. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán đấng chánh đẳng giác. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ giáo pháp Đức Thế Tôn thuyết giảng có công năng hướng thượng đưa đến sự lợi ích cho những ai có lòng tin và thực hành theo. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ ơn Đức Tăng những bậc được truyền thừa và thực hành theo giáo pháp. Các ngài thánh còn phàm mô phạm của chúng sanh là phước điền của chư thiên và loài người. Chúng con xin làm để ba ngôi cao quý đó. Cũng như thường lệ, trước hết sư đọc cái ngôn pháp cú này ba lần, sau đó mình sẽ đi vào từng phân đoạn của từng vực. Ở đây cái ngôn này bậc đạo sư này đã giảng như sau. Ramaniya ni aranya ni yattha naramati chano vita raga ramisanti nateka ma gave sino. Lần thứ hai. Ramaniya ni aranya ni yattha naramati chano pi tat raga ramisanti nateka ma gave sino. Lần cuối cùng. Ramaniya ni aranya ni yattha naramati chano vi tat raga ramisanti nateka ma gave sino. Đầu tiên chúng ta có Ramaniya ni aranya ni yattha naramati chano. Ramaniya đây là một danh tính từ trung tánh. Ở đây được chia theo chủ cách số nhiều cho nên là Ramaniya ni. Ramaniya ni có nghĩa là đáng yêu hay là khả ái, đáng yêu hay là khả ái. Aranya có nghĩa là khu rừng. Ở đây được chia theo chủ cách số nhiều cho nên là Aranya ni. Aranya ni là các khu rừng.
Ramati. Từ này là động từ. Ở thì hiện tại ngôi thứ ba suốt. Ramati có nghĩa là thỏa thích. Thỏa thích hay là thích thú. Chana. Chana là danh từ. Ở đây được chia theo chủ cách suốt cho nên là channel. Từ này có nghĩa là người hay là chúng sanh. Rồi. Như vậy thì Ramani Yani Aranya Ni Yatha Na Ramati Channel, các khu rừng đáng yêu, các khu rừng đáng yêu thì là nơi mọi người không có thích thú. Rồi tiếp đến đoạn cuối. Vitaraka Ramisanti Nate ka ma ga ve sino. Vita là quá khứ phân từ, có nghĩa là đã ra khỏi hay là đã xa lìa. Raga có nghĩa là khát ái, khát ái. Ramisanti, từ này là động từ. Động từ này có nghĩa là sẽ thích thú hay là sẽ thỏa thích. Bởi vì ở đây được chia từ này, động từ này ở thì tương lai. Cho nên là sẽ thích thú. Vitaraga Ramisanti. Vị mà đã lìa được khát ái thì sẽ thích thú. Thích thú ở đây có nghĩa là thích thú cái khu rừng á, những cái nơi mà thông thường những chúng sanh khác người ta không có thỏa thích, nhưng mà cái vị mà cái tâm khát ái đã lìa bỏ rồi thì ngược lại sẽ thích thú những cái nơi đó, ý là như vậy. Rồi cuối cùng mình có Natte Kama Gavesino. Kama Gavesino. Nhóm từ này gồm có Kama và Gavesi. Danh từ Kama có nghĩa là dục lạc. Dục lạc. Gavesi cũng là một danh từ nam tánh. Từ này có nghĩa là kẻ tầm cầu hay là người đang tìm kiếm. Rồi. Natte Kama Gavesino. Những vị ấy không phải là những kẻ tầm cầu dục lạc. Như thế thì toàn bộ kệ ngôn pháp cú là Ramani Yani Aranyani Yattha Na Ramati Chano Vitaraka Ramisanti Natte Kama Gavesino. Các khu rừng đáng yêu là nơi mọi người không có thích thú. Các vị có khát ái đã lìa xa thì sẽ thích thú những nơi đó. Những vị ấy không phải là những người tầm cầu dục lạc. Đó là toàn bộ cái ý nghĩa của kệ ngôn pháp cú. Chúng ta đã xong phần đầu tiên. Bây giờ mình tiếp theo mình đi đến phần thứ hai, đó là phần duyên sự của bài học.
Cái ngôn pháp cú này đã được Đức Bổn Sư thuyết khi Ngài đang ở Chetavana, đề cập đến một người phụ nữ. Thì có một vị tỳ khưu đang hành pháp đầu đà đi khất thực. Sau khi thọ giáo đề mục chỉ quán nơi Đức Bổn Sư thì bèn đi khu vườn đã bị bỏ phế để mà tham môn pháp. Trong lúc đó thì có một người phụ nữ ở nơi thành đã hẹn hò với tình nhân của cô ta. Nhưng mà cái cuộc hẹn đó thì cái anh chàng đó không có đến. Nhưng khi người phụ nữ đó đã đến điểm hẹn đó, thì nàng thấy người tình nhân của mình không đến, nhưng mà ngược lại thấy vị trưởng lão, một vị tỳ khưu đang ngồi kiết già tu tập. Cô ta bèn tự nhủ thầm: ở đây cũng là một thanh niên, ta sẽ giải tỏa tâm của anh chàng này. Thế rồi cô ấy đã đứng ngay trước mặt vị tỳ khưu, cởi áo choàng rồi mặc đi mặc lại nhiều lần như vậy, rồi còn làm những cái động tác như là xả tóc, bới tóc lại và trêu ghẹo cái vị tỳ khưu đó. Lúc bấy giờ thì trưởng lão mới sanh tâm kinh cảm, toàn thân rỡn ốc và nghĩ rằng cái này là cái gì đây. Thì ngay lúc đó bậc đạo sư Ngài ở trong vương cấp Ngài quán xét thấy vị tỳ khưu mà đã đi đến xin về cái đề mục tu tập chỉ quán rồi, và đang nhìn thấy sự việc vị ấy đang bị một cái người phụ nữ trêu ghẹo, và Ngài cũng biết được rằng tâm tư của vị tỳ khưu này cũng thiên về cái sự kinh cảm đối với dục lạc. Cho nên Đức Thế Tôn Ngài đã ngồi ở trong hương thất và dùng cái ý thần thông và có cái lời nhắc nhở đối với vị tỳ khưu này: này tỳ khưu, chỗ ở không khả ái với những người tầm cầu dục lạc như vậy, thì chính nơi đó ngược lại nó là cái sự khả ái đối với những người đã lánh xa cái dục vọng, cái sự khát ái. Thế rồi Đức Thế Tôn Ngài mới nói lên cái ngôn pháp cú: Tamaniya ni aranya ni yattha na tamati chano vi taraga ramisanti nate kama gavesino. Khả ái thay núi rừng, chỗ người phàm không ưa, vị ly tham ưa thích vì không tìm dục lạc. Sau khi Đức Thế Tôn Ngài dứt kệ ngôn thì vị khu đó đã thành tựu được quả vị A-la-hán cùng với bốn tuệ phân tích ngay tại chỗ ngồi. Sau đó vị ấy đã dùng thần thông bay lên hư không và tán dương ân đức của Đức Thế Tôn, rồi đáp xuống đảnh lễ dưới chân của Ngài. Đó là toàn bộ phần duyên sự ở trong bài học này, thưa quý vị. Trong phần duyên sự này, sư sẽ nói một chút về cái chướng ngại nguy hiểm đối với cái đời sống phạm hạnh. Ở trong bất kỳ một cái công việc gì chúng ta làm, thưa quý vị, nó đều có những cái khía cạnh, những cái yếu tố nhân duyên thuận lợi để đưa đến cái sự thành công.
Tuy nhiên ngược lại, nó cũng có cái bề trái của nó, tức là nó cũng có những cái nhân, những cái yếu tố mà từ đó nó dẫn đến cái sự thất bại. Trong số những cái việc thất bại đó, thưa quý vị, cái nguyên nhân đưa đến cái sự bại lụy của mình trong một cái công việc nào đó thì xét ra thì nó có nhiều lắm, nhưng mà trong số những cái nhân đó nó có những cái nhân chủ chốt, những cái nhân chủ chốt chẳng hạn như giống như là cái điều quan trọng mà mình phải nên tránh, thì việc tu tập cũng vậy nữa, khi mình muốn hướng đến một cái đời sống phạm hạnh cho nó được yên ổn á, thì bắt buộc mình phải có cái sự phòng bị đối với những cái nguyên nhân, những yếu tố mà có thể làm nguy hại đến cái đời sống phạm hạnh của mình. Trong số những nguyên nhân đó, trong kinh Đức Thế Tôn Ngài cũng có từng trình bày trong Tăng Chi Bộ Kinh đó. Đối với chúng sanh, dù nam hay là nữ, thì cái hấp lực mạnh mẽ, mãnh liệt nhất của chúng sanh đó chính là vấn đề về giới tính. Và điều này trong việc tu hành cũng vậy nữa, nhất là đời sống của những vị xuất gia. Quý vị có biết rằng ở trong luật tạng á, trong chương giải thích về việc an cư mùa mưa, Đức Phật có dạy cho đệ tử á, là nó có một số những cái trường hợp mà vị tỳ khu trong lúc đang an cư mùa mưa ở một cái trú xứ nào đó, nhưng mà nếu như nó có những cái nguyên nhân mà có thể nguy hại đến cái đời sống phạm hạnh, thì lúc bấy giờ vị tỳ khu đó có thể tự ý rời bỏ trú xứ đó. Và trong cái trường hợp như vậy được xem như là vô tội trong việc đức an cư mùa mưa. Trong số những cái trường hợp đó thì có một trường hợp đó là dính líu đến cái vấn đề gọi là nam nữ, dính líu đến vấn đề nam nữ. Tức là Đức Phật Ngài cho phép, Ngài chỉ dạy cho một vị tỳ khưu là khi mà mình đã phát nguyện an cư mùa mưa ở trú xứ đó rồi, nếu như có những vấn đề nào đó phát sinh đến vấn đề về giới tính, tức là nam nữ, mà mình suy xét có thể nguy hại đến cái đời sống phạm hạnh của mình, chẳng hạn như là có một cái cô nào đó mà cổ cứ do bị tâm yêu mến luyến ái cho nên cứ hay quấn quýt nơi vị tỳ khưu nào đó, thì trong trường hợp như vậy vị tỳ khưu đó nên bỏ đi, cho dù đang ở trong cái thời kỳ an cư mùa mưa. Nhưng mà cái việc mà từ bỏ đó, cái việc mà bỏ trú xứ đó, Đức Thế Tôn ngài nói rằng là không có phạm tội, vô tội cho việc đức an cư mùa mưa. Điều này chúng ta có thể thấy rằng đối với cái đời sống tu hành, thưa quý vị, phải nói rằng, phải thừa nhận rằng cái việc về giới tính, thưa quý vị, đó là pháp rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Nếu như không muốn nói, đó là cái nguy hiểm hàng đầu, đó là cái nguy hiểm hàng đầu. Cho nên chính vì thế mà ở trong cái điều học mà dành cho hàng cư sĩ, thưa quý vị,
điều học thứ ba, cái học giới thứ ba, đó là kame sumicchachara. Thực ra kame sumicchachara, cái ý nghĩa đơn thuần nhất của nó, đó chính là hành sái quấy trong dục lạc. À, nó mang cái ý nghĩa chung chung như vậy thôi. Tuy nhiên sau này á, thì mình hay hiểu theo cái thường hay đọc theo tiếng Việt đó là con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Nhưng mà thật ra cái sự tà dâm nó chỉ là một trong số của những pháp kame sumicchachara mà thôi. Nhưng tại sao mình lại xác định là các vị trưởng lão hồi xưa khi mà dịch chuyển ngữ chuyển dịch qua tiếng Việt lại nói là tà dâm? Bởi vì cái sự thỏa mãn trong năm dục, thưa quý vị, hành sái trong năm dục đỉnh cao nhất mà nghiêm trọng nhất của nó, đó chính là việc đôi lứa. Cho nên khi mà đề cập đến pháp đó, chúng ta hay hiểu đó là sự tà dâm là như vậy. Chứ kỳ thực ý nghĩa đơn thuần của nó là kame sumicchachara, là hành sái trong năm dục. Nó bao gồm luôn cả những việc chẳng hạn như là mình liếc mắt với một cái đối tượng khác giới, rồi mình nắm tay, nó chỉ những vấn đề cơ bản như vậy thôi, thì cũng nằm ở trong cái trường hợp như vậy. Nhưng mà đỉnh cao của nó đó là việc thực hiện đôi lứa. Cho nên chính vì vậy mà có thể nói rằng đối với tất cả chúng sanh, thưa quý vị, khi mà mình đã còn những chủng tử về dục ái, cho nên chúng ta mới có mặt trong cõi dục. Mà ở trong cõi với, thưa quý vị, có sắc, thinh, khí, vị, xúc, 50 đối tượng của giác quan, của ngoại cảnh. Thì trong số 5 cái đối tượng đó, phải nói rằng nguy hiểm nhất và trầm trọng nhất đó chính là về giới tính, nam nữ. Đó là cái pháp có thể được xem như là trói buộc hàng chúng sanh như là chặt nhất. Chính vì thế mà ở trong đời sống tu hành đó, khi mà chúng ta có thể khắc phục được điều này thì xem như là mình cũng thuận lợi cho việc hành đạo cũng nhiều rồi đó. Cũng nhiều rồi đó, thưa quý vị. Còn lại những cái như là thích này thích kia thì bản chất của nó vẫn là tham chứ không phải là không. Nhưng mà nó không có trầm trọng cho lắm. Nó không có trầm trọng cho lắm. Và chúng ta có thể khắc phục và sửa đổi được nó dễ hơn đối với cái pháp mà thiên về giới tính. Ở đời đó, thưa quý vị, khi nói đến người tu, người tu hành, chúng ta có thể phạm vào bất cứ những cái lỗi lầm gì do bởi cái bản chất mình còn phạm phu. Những cái điều đó nó cũng dễ dàng được sửa đổi hơn, và người khác có thể dễ mau chóng quên đi những cái lỗi lầm đó hơn. Tuy nhiên nó có một thứ mà nếu mà dính vào thì người tu được xem như là giống như là bị phế hoàn toàn võ công, phế hoàn toàn. Đó chính là việc liên quan đến giới tính nam nữ. Thật sự là như vậy, đúng không? Thật sự là như vậy. Cho nên đối với một người mà mình muốn yên ổn trong cái vấn đề giữ gìn được cái phẩm mạng xuất gia của mình đó, tu tập đó, thì đầu tiên mình phải nên tránh xa cái pháp đó. Bởi vì cái pháp đó nó giống như là, nó cũng kiểu giống như là một cái căn bệnh mà được xếp vào cái loại mãn tính ung thư đối với đời sống xuất gia. Bệnh thì nó có nhiều bệnh lắm. Bệnh thì nó có rất là nhiều loại bệnh. Nhưng mà một số những cái bệnh mà nó nằm trong cái trường hợp gọi là mãn tính
trầm trọng đó, gọi là hết thuốc chữa đó, thì lúc đó chúng ta làm sao chúng ta đừng có giữ bị phải vướng phải những cái loại bệnh đó. Nếu không thì cái đời sống, cái thọ mạng của đời sống mạng mạng của mình nó sẽ bị đứt, sẽ bị đứt. Rồi đó là chuyện đầu tiên. Rồi, sư nói một chút về cái từ ở đây trong Kệ Ngôn Pháp Cú. Hồi nãy sư nhìn thấy có ra gác, từ này nó cũng hay. Cái từ ra gá thưa quý vị, thông thường các ngài hay là khát ái, khát ái. Thì khi dịch là khát ái á, nó mới nói lên được cái thuộc tính cũng như cái tính chất của cái từ này. Quý vị cứ tưởng tượng cũng giống như là mình ăn muối á, mình ăn những cái vật thực mà nó nhiều cái chất mặn á. Lúc bây giờ mình uống nước vô bao nhiêu nó cũng không có cảm thấy đã khát hết. Uống nước vào bao nhiêu nó cũng không có thỏa mãn, không có cảm thấy là hết khát nước. Thì cái từ ra gá này nè, cái từ ra gá này nè, khi mà dịch là khát ái, nó nói lên cái tính chất. Tức là tham không thôi á, thì nó chưa có lột tả được hết ý nghĩa của nó. Nhưng mà khi mà nói đến khát ái, thì mình có thể mường tượng đến là đã tham rồi, nhưng mà không bao giờ biết đủ, không bao giờ biết thỏa mãn. Thì cái từ ra gá này nè là nói đến cái điều đó. Kỳ thực là như vậy thưa quý vị, bởi vì trong cái đời sống của mình đó, đôi khi mình nghĩ rằng là chúng ta phấn đấu để mà có được cái này, chức vụ này, có được tài sản như thế này, là như vậy là vừa đủ thỏa mãn rồi. Nhưng mà không thưa quý vị, nó không phải thật sự vậy. Một khi mà mình đã có được cái điều mà mình mong muốn, đến một lúc nào đó, ngay trong lúc đó mình có thể là thỏa mãn, nhưng mà trải qua một khoảng thời gian, thưa quý vị, trải qua khoảng thời gian, tâm tư của mình nó sẽ bắt đầu nó nhìn ngó thêm những cái khác. Và cứ như vậy, cứ như vậy, nó không bao giờ nó biết thỏa mãn, nó không bao giờ nó biết đủ. Cho nên ở trong kinh có một cái câu chuyện mà Đức Phật này kể về khi tiền thân của ngài còn là Bồ Tát, dù là mang thân nhân loại nhưng mà được hưởng phước báo của chư thiên, mà đến một lúc nào đó được Đức Thiên Chủ đến thích ngài, nói là ngài chia cho phân nửa tài sản của cõi trời. Nhưng mà lúc đó cũng Đức Bồ Tát cũng chưa có thỏa mãn, mới nghĩ đến cái chuyện là phải thủ tiêu luôn vị vua trời này để mà chiếm lãnh toàn bộ. Đây là cái bản chất, cái thuộc tính của ra ra, sự khát ái. Chính vì thế mà nói theo một cái hình thức mà khó nghe, thì chừng nào mà tâm tư của chúng ta mà chưa có áp trừ được cái sự thèm khát về năm dục đó, thưa quý vị, trên phương diện về cảnh giới và chúng sẽ, và những gì mà mình đang có được, có thể
mình cho rằng mình khác với những hạng chúng sanh bị đói khát như là ngạ quỷ vân vân. Khi nói đến khía cạnh thực tánh pháp thì thật ra mình cũng y chang như vậy, không khác gì hết. Nó chỉ đổi ở những cái trường hợp và những cái đối tượng mà thôi, chứ cái bản chất về sự thèm thuồng đó thưa quý vị, nó cũng y chang như cái hàng ngạ quỷ. Hàng ngạ quỷ thì họ thèm khát vật thực bởi bị chịu khổ, bởi nóng lạnh đói khát. Nhưng mà mình thì mình thèm khát những thứ khác thưa quý vị, thèm khát những thứ khác. Mình không có bị đói, nhưng mà mình lại muốn vừa được ăn mà vừa được ăn ngon, vừa theo ý của mình nữa. Nó lòi ra thêm những cái thứ khác nữa. Cho nên trên cái phương diện về bản chất của phàm phu đó, thưa quý vị, thì thật ra ở khía cạnh đó chúng ta đều y chang như nhau. Kể cả những chúng sanh ở địa ngục, ngạ quỷ, hoặc là cõi nhân loại cũng vậy. Khi mà mình vẫn còn những chủng tử của sự khát ái, thèm muốn, tầm cầu, hướng đến sự tìm kiếm, không có biết bao giờ mà cho đủ, thì tất cả chúng ta đều giống nhau về mặt này. Và có một điều nữa là mình không có ngờ được. Theo cái cách nhìn của phàm phu á, chúng ta đó, thì mình cho rằng là mình có được cái này cái kia, đó là một cái sự thoải mái, tự do, đúng theo ý thích, cái sở nguyện của mình. Nhưng kỳ thực mình không có ngờ được rằng đối với cái đời sống mà nội tâm á, chúng ta bị lệ thuộc, bị thích thú vô càng nhiều thứ, càng nhiều những đối tượng ở bên ngoài, thì chẳng khác nào mình giao phó cái sự tự do của mình cho ngoại cảnh, cho ngoại cảnh. Nhìn theo khía cạnh này thì chúng ta mới hiểu được rằng là cái sự thỏa mãn đó, sự thích thú đó, thật ra đó là một cái sự ràng buộc, chứ không phải là mình tự do thỏa thích theo như cái ý của mình muốn. Nói bằng chứng trên cái việc ăn mặc của mình thôi. Nếu mà trường hợp như mình chỉ đơn thuần nhận thức rằng cái sự ăn mặc tươm tất, gọn gàng với mục đích để che thân không thôi thì nó khác. Nhưng mà nếu như mà mình đã quen ăn mặc trưng diện theo như cái ý của mình, xài những cái loại vải phù hợp với cái tâm tư của mình muốn, thì lúc bây giờ thưa quý vị, khi mà mình không có những cái thứ đó nữa, mình chịu không có được, mình chịu không có được. Cho nên cái lý do tại sao mà ở trong thực tế chúng ta thấy rằng cái người mà được sanh trưởng trong cái gia đình giàu có thì quý vị, cái sức chịu đựng nó rất là kém. Nhưng mà ngược lại, tại sao những đứa trẻ tuy nó sanh vào trong những cái gia cảnh bất hạnh nhưng mà sức chịu đựng của nó rất là cao? Cho nên điều này chúng ta có thể thấy được rằng cái việc sanh vào ở một nơi nào đó nó đều có hai mặt. Tuy mà mình sống ở trong gia cảnh không có được đầy đủ về cơm nước, về ăn mặc, về phương tiện sử dụng hàng ngày, nhưng mà ngược lại thưa quý vị, những đứa bé đó khi mà nó trưởng thành đó, nó lại được một cái pháp khác. Cái sức chịu đựng của nó cao hơn, cái sức kham nhẫn của nó cao hơn, bởi vì nó đã quen sống ở trong cái điều kiện khắc nghiệt như vậy. Còn sinh trưởng ở trong dù có, thưa quý vị, đồng ý đó cũng là cái phước do mình đem lại, do mình đã từng tạo trong quá khứ. Nhưng mà ngược lại, cái sự thỏa thích
đắm chìm ở trong đó mà không có nhận thức được, cuối cùng nó làm cho cái khả năng sống của mình rất là yếu, rất là kém. Đến khi mà mình phải gặp một số những cái biến cố nào đó xảy ra ở trong cuộc đời, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ rất là khủng hoảng, rất là khủng hoảng. Bởi vì mình quen sống đầy đủ rồi, bây giờ mà sống khác đi, thiếu thốn đủ thứ như vậy nó khó chịu quá, nó khó chịu quá. Về mặt tu hành cũng vậy, thưa quý vị, về mặt tu hành cũng như thế nữa. Khi chúng ta đọc những cái đoạn kinh đó, mà thấy rằng đối với những vị như là ngài Xá Lợi Phất, ngài Mốc Ga La Ná không có sống ở núi rừng thường xuyên, sống ở trong hội chúng, thường lui tới những gia đình cư sĩ là những bậc đại phú, những bậc vua chúa, về nhu cầu và vật thực phát sanh hàng ngày rất là đầy đủ. Nhưng mà tâm của các trong trường hợp như vậy, phải chăng nó có những cái trở ngại về mặt tâm lý hay không? Thì ở đây thưa quý vị, các vị ấy đã làm xong cái phận sự cần phải làm, cho nên sống ở đâu cũng ok. Còn đối với nội tâm của phàm phu thì nó lại khác, thưa quý vị. Nội tâm của phàm phu nó lại khác. Ở trong thời Đức Phật nó có một số những cái trường hợp như thế này, tức là khi giáo pháp được phát triển, có nhiều thiện nam tín nữ phát khởi lòng tin, và từ đó ở trong hàng tứ chúng, những cái vật dụng vật thực phát sanh rất là dồi dào thù thắng. Các vị tỳ khưu sử dụng nó thừa mứa ra rất là nhiều. Thì trong trường hợp như vậy, một số những thiện nam tử mới nhìn thấy cái đời sống xuất gia mà vô mà dễ dàng như vậy quá, không có cần phải cực nhọc, bỏ cái sức lao động của mình nhưng mà vẫn được chu cấp, thì các vị ấy mới nghĩ đến cái sự việc là tìm đến xin được xuất gia để được sống một cái đời sống thoải mái mà không có cần phải nỗ lực bỏ mồ hôi nước mắt của mình ra như là ở đời sống tại gia. Nhưng thưa quý vị, trong cái hoàn cảnh như vậy á, nếu như mà trải qua một cái giai đoạn khác, lúc bây giờ vật thực phát sanh khó khăn, vật thực phát sanh khó khăn, hoặc là cái niềm tin của những người cư sĩ ở trong cái trú xứ nào đó mà mình đang ở lúc bây giờ nó suy giảm, người ta không cúng dường nhiều, thì những vị tỳ khưu mà đến với giáo pháp vì cái mục đích đó, lúc bây giờ sẽ hoàn tục, thưa quý vị. Cho nên chúng ta thấy rằng khi mà mình bị lệ thuộc bởi nhiều thứ đó, mình mong mỏi, mình thèm khát thứ này thứ kia càng nhiều, thì lúc đó cái nội lực của tâm của mình đó, thưa quý vị, nó càng yếu. Chúng ta nên nhớ như thế này: tâm mình không có được rèn luyện tu tập á, mà nó yếu á, thì nó sẽ bị ngoại cảnh nó giật, nó dắt mũi, nó sẽ bị ngoại cảnh dắt mũi. Lúc bây giờ cảnh lực nó sẽ mạnh hơn để nó lôi kéo tâm. Nhưng mà ngược lại, khi mà đời sống nội tại của mình mà được rèn luyện tu tập á, nó có sức mạnh á, thì lúc bây giờ cái quyền tự quyết định nó là do bởi chính mình. Mình không có bị hấp dẫn bởi ngoại cảnh, mình không có bị lệ thuộc bởi ngoại cảnh.
Vì lúc đó tâm của chúng ta đã có sức mạnh, nó đã có lực rồi. Cho nên sự tương quan giữa giữa cảnh lực và tâm lực, cảnh lực và tâm lực nó có tương tác với nhau. Cảnh nó càng có sức mạnh đối với tâm không có lực, và cảnh nó sẽ mất dần đi cái tác dụng của nó, do bởi đối với tâm mà đã có lực, đối với tâm đã có lực. Chúng ta thấy trong cái bản nêu chi pháp không, quý vị để ý ra, từ những cái mức tâm thấp nhất, nó ám chỉ do tâm không có lực đó, rồi càng lên cao thì cái sức mạnh của tâm nó càng càng mạnh. Chẳng hạn như đối với người mà có thiện tâm nhiều á, thì cái sức mạnh của tâm có thể gìn giữ khi mà chạm mặt đối với ngoại cảnh, không có để bị rơi vào trong những cái ác giới, cái ác nghiệp, nó sẽ rất là cao. Rồi. Còn cái thứ hai đó chính là cái lĩnh vực mà của những vị thiền chứng sắc hoặc vô sắc. Ngoài việc mà các vị đó có thể tránh xa được đối với các ác nghiệp thô thiển rồi, các ngài còn có thêm được một cái sức mạnh của tâm, có khả năng đối kháng lại với năm dục, dù là được phép, dù là năm dục đó phát sanh một cách hợp theo lẽ đạo, nhưng mà các ngài cũng từ bỏ. Chứ đừng nói chi đến việc mà phải đi tính toán nè, mưu mô nè, để mà tạo những ác hạnh để có được năm dục. Những chuyện đó nó xa vời đối với các vị ấy, bởi vì cái tâm lực của các ngài càng càng rèn luyện lên cao. Rồi đến một cái trường hợp như vô sắc, vô sắc là một cái giai đoạn sức mạnh của tâm nó càng kiên cố hơn, nó không bị hấp lực bởi năm dục không thôi, mà kể cả những cái tịnh tướng của sắc pháp, bởi những đề mục hữu sắc cũng từ bỏ luôn, cũng không còn hấp dẫn đối với vị ấy, nó không còn hấp dẫn. Và cuối cùng là siêu thế, tâm siêu thế, tất cả những gì thuộc về phạm vi luân hồi nó không còn sức mạnh để mà hấp dẫn đối với vị ấy. Cho nên chúng ta thấy rằng khi mình tu tập á, tâm mình mà không khéo được rèn luyện á, thưa quý vị, không có bị không 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 có lìa bỏ tham ái sân hận hay si mê, thì lúc đó mình bị ngoại cảnh nó lôi kéo khủng khiếp. Cái người mà càng tham nhiều bao nhiêu thì cái xác suất để mà vị ấy phải đau khổ rất là cao. Quý vị nghĩ lại coi, đúng có phải như vậy không? Mình càng tham muốn nhiều, cái xác suất mà làm cho mình đau khổ nó sẽ nhiều hơn. Sẽ nhiều hơn. Đó, cho nên vì thế mà khi mà chúng ta tu tập á, tuy ngay trong hiện tại đó là một chuyện mình làm ngược lại với những cái gì mình đã từng gắn bó rất là lâu ở trong vòng luân hồi, dĩ nhiên nó sẽ có những cái sự xung đột về tâm lý ở bên trong, chứ không phải là tu hành là dễ đâu, chứ không phải là ngọt xớt mà như trong kinh nói mà vì đó quán xét rồi chứng đắc rồi này nọ. Thật ra thưa quý vị, ở cái giai đoạn phàm phu mà khi mà chúng ta đấu tranh với chính bản thân mình, hai cái xung đột, cái sự xung đột của thiện niệm, khi mà mình phải vật lộn với nó tạo ra những cái cảm thọ ở trong nội phần rất là khó chịu. Tuy là không có bị ai đánh đập về mặt thân xác hết, nhưng mà bên trong đó thưa quý vị, nó có những cái cảm giác rất là khó chịu, rất là khó chịu. Bằng chứng giờ sư nói, ví dụ như bây giờ mà bắt mình vô mà sống coi như là mình quen sống tự tại, đi tới đi lui chỗ nào mình thích ở bên ngoài rồi, bây giờ bỏ mình vô trường thiền mà đi tới đi lui ăn uống nghỉ ngơi
rồi hành thiền trong vòng một khoảng thời gian 1-2 tháng thử coi. Đó. Vì thế mà trong kinh Pháp Cú Đức Phật ngài cũng có nói đến là giống như cá, cá nó quen bơi lội trong nước rồi, giờ bắt bỏ chỗ khác rồi. Nó không phải là môi trường của nó nữa. Cho nên mới đầu nó sẽ rất là đau đớn. Rất là đau đớn, rất khó chịu. Rồi, đó là như vậy. Ở đây câu kệ ngôn Pháp Cú này Đức Thế Tôn ngài đến cái nơi mà hoang vắng như là rừng núi á, đối với tâm mà còn khát ái, còn tầm cầu năm dục á, thì đó là một cái nơi không có đáng ưa thích, không đáng ưa thích. Còn ngược lại đối với người xa lìa năm dục thì nơi đó nó lại là nơi khả ái, nó lại là một cái nơi khả ái. À, chúng ta có thể mường tượng như thế này. Có một cái bánh mà 4 người ngồi ở trên bàn, người nào cũng ăn hết, thì lúc bây giờ nó sẽ có cái sự tranh giành xảy ra. Mà dĩ nhiên tranh giành là phải có ẩu đả rồi. Nhưng mà người nào cũng muốn giành được phần miếng bánh đó, là do bởi mình nghĩ rằng khi mà đoạt được rồi thì mình sẽ sử dụng miếng bánh đó, mình sẽ thỏa mãn được cái vị và mình no, không có bị đói. Nhưng mà nếu như ngược lại, trong số 1, trong số 4 người đó có một người nghĩ ngược lại, bây giờ mình không có muốn dấn thân vào cái sự tranh giành đó, thôi bây giờ mình bỏ đi chỗ khác, nhường phần đó lại cho 3 người kia, người ta muốn giành sao người ta giành. Và vị ấy chấp nhận với cái sự đói, kham nhẫn với điều đó và nhiếp phục đối với cái sự thèm khát vị thơm của cái bánh, cho nên bị đó bỏ đi. Điều đó như thế nào thì đối với người tu mình cũng vậy. Nếu như mà tâm phàm phu thường hướng về tịnh tướng thì ngược lại đối với người ta lìa năm dục thì cái bất tịnh tướng nó là cái trú xứ của vị ấy. Cái tâm vị ấy lại hướng qua cái hướng khác, nó hướng ngược lại. Mới đầu chúng ta phải tốn rất nhiều thời gian và sự nỗ lực thì mình mới có thể hoan hỷ và quen được với cái điều này. Nhưng mà trải qua một khoảng thời gian thôi quý vị, từ từ nó cũng quen hết thôi. Chẳng hạn sư nói cái vấn đề, quý vị biết không, khi mà nói đến cái chuyện mà không có ăn phi thời á, hay là sống coi như là độc, đời sống của một vị kỳ khu á, là cứ sống đơn độc mình á, đối với cái nhìn của những người mà đã quen đi tới đi lui nhiều, gặp bạn gặp bè, rồi phải có về nhà thì gặp vợ gặp con, thì người ta nghĩ đến cái chuyện đó, đó là một cái cực hình đối với người ta. Bởi vì tại sao? Bởi vì tâm của họ, họ đang đi mà, họ đang tìm kiếm cái đời sống tại gia. Cho nên bây giờ mà muốn thay đổi qua cái hệ khác á, thì mình phải tập làm quen. Mình phải tập làm quen đơn độc một mình. Và dĩ nhiên chúng ta phải nhiếp phục những cái dục vọng mà nó khởi lên ở trong cái quá trình đó. Đối với một vị tu tập pháp cư ngụ nơi hoang vắng cũng vậy, nếu thưa quý vị. Mới đầu mình phải nỗ lực, rồi từ từ nó mới sống quen dần. Nó sống quen dần. Cái pháp hữu vi nó hay lắm, đúng không? Cái pháp hữu vi nó hay lắm. Nếu như mà bất thiện á, được nâm tẩm, nó trở thành một thói quen, thì ngược lại chúng ta nên nhớ thiện pháp nó cũng có thể tạo thành một cái thói quen được, chứ không phải là không. Chứ không phải bất thiện mà mình tập thành cái thói quen rồi được, còn thiện pháp thì làm không có được. Không phải vậy đâu. Không phải vậy. Thiện pháp cũng tập thành một cái thói quen được. Hoàn cảnh đó đó, nó trở thành một cái khả năng tự nhiên của chính bản thân mình, cũng giống như những loài thú đó, thưa quý vị.
trải qua cái sự thay đổi của thiên nhiên á, thì bắt buộc nó phải có cái sự tiến hóa. Mà ở trong những cái giai đoạn mà nó tiến hóa mới đầu nó phải chịu nhiều cái sự khắc nghiệt. Lúc bây giờ nó mới tự thân của nó sẽ sản sinh một số những cái sự thay đổi, để rồi nó quen dần đối với cái môi trường sống mới, và nó trở thành lâu ngày vài tháng nó trở thành một cái việc tự nhiên của nó. À, thì đời sống tu tập cũng vậy. Mới đầu mình thấy những cái nơi như là xa vắng nè, rồi sống một mình nè, rồi ăn uống không có được đầy đủ nè, đủ thứ hết của đời sống xuất gia, đó là một cái sự sợ hãi. Nhưng mà chúng ta tập dần thì lâu ngày vài tháng nó sẽ trở thành một cái phản xạ của nó. Chẳng hạn như giờ sư nói ví dụ như sư ngủ một mình trong một phòng riết nó quen rồi, giờ ngủ ở một cái chỗ khác đó mà có hai người, dù đó là người nam mà sống có hai người ở chung một cái ấy, riết nó cảm thấy nó sao sao đó, nó không có được thoải mái, nó khó chịu lắm. Sống mình riết nó không quen rồi. Nhưng mà lúc trước á thì ngược lại, nó không có được như vậy. Mình lại thích là có nhìn người này người kia, rồi để đi tới đi lui nói chuyện rồi đủ thứ. Cho nên cái gì cũng vậy, tập từ từ nó quen. Rồi. Chính vì thế mà những người mà tập sao mà cái pháp mình, tâm mình nó ly tham á, thì sống ở những nơi tâm của người không có tu tập á, người ta cho nó là khó chịu. Nhưng mà mình cũng có thể mình làm quen được, mình cũng sẽ hoan hỷ và nó trở thành một cái bản năng tự nhiên của mình. À, đó là như vậy. Rồi bây giờ sư xin chấm dứt cái bài học ở đây. Phần còn lại thì xin mời quý vị hãy hồi hướng công đức để cho lớp học chúng ta hoàn mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Tham Ma Ca. Nam mô Sang Kha Ca. Sa Thu Lành Thai. Chúng con thành kính tri ân đại đức Quy Niệm đã triệt giảng từ dựng, thuyết giảng nhân sự và ý nghĩa câu Pháp 99 cho hàng Phật tử chúng con hiểu rõ và cố gắng thực hành theo những lời Phật dạy, hầu thoát khỏi tử sanh luân hồi. Hôm nay con không có thấy Thượng Tọa Minh Hạnh vào rung, con kính cung thỉnh sư Quy Niệm chúc phúc cho đạo tràng để chúng con được rộng đủ phước báo. Ông kính dân mít tính sư. Sithiya chanagatha sithamathu 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 idam phalang etasmin ratanatayasmin sambatsa dhanache taso. Cầu xin cho quả của tâm tinh thần tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thủ lành thai, chúng con thành kính tri ân chư tôn đức.